Tôi đến với kênh điện máy Vũ Khang Channel nhé. Hôm nay mình sẽ review mọi người một dòng sưởi là sưởi dầu Saico. Mẫu này là mẫu 11 thanh và có cả model là 13 thanh nữa. Công suất của sưởi dầu này từ 400W đến 2300W. Mọi người tùy chỉnh. Tùy chỉnh là cái núm này. Phím cơ. Đây là bật một nửa thanh này. Đây là bật nốt này. Đó, mọi người bật này là hết công suất nhá. Xong thì xoay chỉnh nhiệt độ đây, khi mà cái máy nó đến cái ngưỡng của nhiệt độ cái núm này thì nó sẽ tự động nó ngắt. Xong thì khi các cái thanh nhiệt này nó nguội đi thì nó lại tự động nó chạy lại. Với dòng sưởi dầu này thì chúng ta có bánh xe đẩy đi đẩy lại nhé. Diện tích thì nhỏ và phù hợp để ở phòng khách này, các cái phòng nhỏ, diện tích từ 15 đến 30 mét. Dòng 11 thanh thì là diện tích dưới 20 mét, còn phòng dưới 30 mét thì mọi người nên dùng loại 13 thanh. Ưu và nhược điểm của dòng sưởi dầu này là, ưu điểm của nó là thứ nhất là không đốt cháy không khí, thứ hai là không tạo ra ánh sáng màu đỏ giống như sưởi halogen vừa nãy mình quay video. Và cái nhược điểm của cái dòng sưởi dầu này là nó nóng lên từ từ, nên là khi mà mọi người đi xa về mà muốn nó ấm luôn ấy thì phải đợi tầm vài phút. Và cái nhược điểm thứ hai của nó là giá thành lúc nào nó cũng cao. Nó gọi là dòng sưởi dầu nó từ giá dao động từ 1,5 triệu đổ lên, 1,5 triệu đổ lên. Nếu mà dòng mà có màn hình LED ở đây này hoặc là điều khiển từ xa thì nó có thể lên đến 2,3,4 triệu. Đấy, với mình thì đang bán loại phím cơ này thôi. Khi mà và cái nhược điểm thứ cái nhược điểm tiếp theo của cái dòng sưởi dầu này là nó chỉ phục vụ cho mình ở cái không gian kín thôi, thì là nó sẽ tăng nhiệt độ của cả phòng lên. Còn nếu mà không gian mở thì cái sưởi dầu này nó không có tác dụng nhiều. Máy xe linh hoạt. Đây là mình giới thiệu mọi người, đây là cái khay này để làm gì nhá. Cái khay này thì mùa này thì ở nhà có các cái khăn mặt hay các cái gì mà nó ẩm ẩm ấy, mọi người cần phơi mọi người bắt lên trên này. Còn cái hộp xanh này là cái hộp để mọi người để tinh dầu vào đây nhá. Đổ tinh dầu vào đây này thì là nó sẽ như kiểu là nó xông tinh dầu cho cả nhà mình lúc nào thơm ấy. Người thích mùi hương này hương khác. Cái này thì mình phải mua kèm mua tinh dầu nơi khác, còn máy thì nó chỉ là có cái hộp chứa tinh dầu thôi. Đây, giá phơi đồ rất tiện lợi. Sờ vào đây thì nó hơi nóng nóng thôi chứ nó không bỏng nhá. Mình vẫn có thể rút tay ra được. Dòng này thì đổ thì nó không tự ngắt nên là cực kỳ chắc chắn. Thiết kế chỗ để kéo đi này, có cả thiết kế cả cái cuộn dây điện lại. Khi mà đến mùa hè mình không dùng thì mình đóng gọn nó lại, mình cuộn gọn nó lại, mình cất đi. Cái phòng này mình thấy phòng khám siêu âm hay sử dụng. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video giới thiệu sản phẩm tiếp theo của điện máy Vũ Khang Channel.